Chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Hoàng Đại Khoa, sinh viên khóa 3 của trường đại học EdX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HB003. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nói về những cái chủ đề về cái bộ môn quản lý cảm xúc. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã được học về một số cái biện pháp mà làm giàu cảm xúc cho chúng ta. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì có để có thể là làm giàu cảm xúc này thì chúng ta có thể là sử dụng về cái niềm tin và cái tư tưởng của mình vào những cái tôn giáo. Chẳng hạn như là mọi người muốn được cảm giác một cái cảm giác thật là an toàn khi mà có những cái ngày mà thử đi xem bói là cái ngày hôm nay là mình xui chẳng hạn. Đó thì mình lại có những người là theo những cái tôn giáo như là đạo Phật này thì họ sẽ là có một cái niềm tin và một cái tư tưởng. Đó là khi mà họ đã thắp hương, đã cầu niệm thì Phật sẽ bảo vệ và che chở họ. Thì cái hình bóng đó khi mà họ đặt cái niềm tin và cái tư tưởng vào thì họ luôn tin điều đó là sự thật. Cũng các cái tôn giáo khác thì cũng sẽ như vậy thôi, kể cả Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Thì những cái người mà theo tôn giáo ấy thì họ sẽ đặt cái niềm tin vào và họ tin là những cái người đó, những cái hình bóng đó và những thứ đó sẽ là ở cạnh và bảo vệ và giúp cho họ được cảm giác một cái cảm giác an toàn này, và họ sẽ có thể là khi mà họ chỉ cần là thắp hương cầu niệm này thì họ sẽ cảm thấy là bản thân mình và cái ngày hôm đó của họ rất là an toàn và vui vẻ. Đó thì đó chính là một trong những cái biện pháp mà làm giàu cảm xúc này. Thì đối với mình thì để có thể là mình có những cái cảm giác vui hay là có những cảm xúc vui và phấn khởi này thì mình có thể là mình đi chơi này, đi gặp bạn bè, gặp gỡ bạn bè xung quanh và có thể là đi ăn uống chẳng hạn. Đó. Vậy thì mình có ba hướng mà chúng ta có thể thay đổi mà giúp tạo cho mình một cái cảm giác một cái cảm xúc tốt. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thay đổi cái môi trường sống của chúng ta. Thì ví dụ như mình nhé, thì ở cái phòng của mình thì mình sẽ không có thể là ngủ cố định ở một chỗ chẳng hạn. Thì sẽ thường là khoảng 2 đến 3 tháng thì mình sẽ thay đổi vị trí làm việc này, thay đổi vị trí ngủ này. Thì mình sẽ di chuyển nó ra những cái nơi khác, có thể là giúp cho bản thân mình là cảm thấy là một cái chỗ làm việc ở một cái góc khác của căn phòng nó sẽ khác lạ hơn và đem lại cho mình những cảm giác mới mẻ hơn. Thì từ đó cũng sẽ giúp cho mình là cảm thấy là làm việc sẽ dễ chịu và hiệu quả hơn. Tiếp theo là chúng ta thay đổi những cái quy trình trong cuộc sống của chúng ta và trong công việc. Ví dụ như là chúng ta đang ăn cơm từ lúc 12 giờ chẳng hạn thì chúng ta lại chuyển ra là chúng ta sẽ bắt đầu ăn cơm từ lúc 1 giờ hoặc 2 giờ. Thì chúng ta sau khi mà chúng ta thay đổi những cái quy trình và trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu thích nghi với những cái điều mới mẻ đó. Và chúng ta thay đổi những cái niềm tin và các cái hệ quy chiếu cảm xúc của mình nữa. Thì đó theo như mình nói là về cái tín ngưỡng và cái niềm tin về tôn giáo chẳng hạn. Thì mỗi người sẽ có nhiều người thì mỗi người sẽ tôn sùng và đặt niềm tin vào một cái tôn giáo khác nhau. Thì những cái tôn giáo đó thì khi mà họ đặt niềm tin thì họ sẽ cảm thấy là họ đưa ra những cái niềm tin đó và những cái tôn giáo đó sẽ giúp cho họ là sẽ bảo vệ họ và che chở cho họ. Đó là những cái một trong số những cái biện pháp mà chúng ta làm giàu cảm xúc. Và tiếp theo là mình muốn nói về cái cân bằng cảm xúc. Vậy thì cân bằng cảm xúc là như thế nào? Là có thể là đối với bản thân mình này, để có thể cân bằng cảm xúc trong có thể là một ngày là mình cảm thấy là có thể là buồn này, thì vậy thì làm thế nào để cho mình cân bằng được cái cảm xúc là mình đang cảm thấy buồn này, thì mình có thể là dần đưa cái cảm xúc trạng thái của mình cảm giác vui trở lại. Vậy thì đối với bản thân mình thì khi mà mình buồn này hoặc là cơ thể của mình cái cảm xúc trong người mình đang cảm thấy khá là khó chịu hay là cái cảm xúc mình đi xuống chẳng hạn thì mình sẽ chọn
cái cách đó chính là nghe nhạc. Thì khi mà mình chọn nghe nhạc ấy thì mình sẽ kết hợp với cả đi dạo đó. Thì khi mà chúng ta lại là vừa đối với mình này thì nghe nhạc này sẽ có những cái giai điệu rất là êm dịu và có thể là làm cho cái tâm trí của mình đỡ phải suy nghĩ nhiều đến những cái vấn đề mà mình đã vừa gặp phải này. Và mình đi dạo này, mình sẽ ngắm nhìn quang cảnh ở xung quanh này, thì điều đó mình cảm thấy là sẽ giúp cho bản thân mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và cũng như là cảm thấy là không còn bị cảm giác bí bách hay là khó chịu nữa. Vậy thì cũng có một mình cũng có cách là mình khi mà mình cảm thấy là có thể là buồn chán chẳng hạn này, thì mình hoặc là gặp những cái chuyện không vui này, thì mình sẽ đi gặp bạn bè. Nhưng mà khi gặp bạn bè thì mình sẽ không đề cập đến cái chủ đề hay là đề cập đến những cái nỗi buồn của mình cả, thì mình sẽ vẫn giữ ở trong lòng thôi. Mình chỉ gặp bạn bè để có thể là khi mà nhìn thấy bạn bè của mình thôi là mình cũng có một cái niềm vui rồi. Thì khi gặp những cái người mà mình yêu quý chẳng hạn thì mình sẽ có cảm xúc khác hơn, thì những cái điều đó sẽ giúp mình có thể là cái tâm trạng, cái cảm xúc của mình được tốt lên và vui lên. Và khi mà có thể là có những ngày mà mình cảm thấy là làm bài tập chẳng hạn là nó hơi bị căng thẳng quá và cảm thấy là cơ thể của mình đang bị mệt quá chẳng hạn, thì mình để chọn một cách nào giúp cho cơ thể mình cân bằng được cái trạng thái cảm xúc ấy, thì mình sẽ chọn là đi về nhà. Thì đi về nhà thì mình đối với mình đi về nhà sẽ cảm thấy rất là có thể là cân bằng được cái cảm xúc mình một cách tốt nhất. Bởi vì là khi về nhà thì mình được về với ngôi nhà mà mình vẫn vui vẻ và ở đây và được gặp bố mẹ mình chẳng hạn. Đó thì mình sẽ nói chuyện với bố mẹ mình, thì cái việc mà cái cân bằng cảm xúc ấy, thì cái cảm xúc của mình khi mà gặp được những người thân mà mình yêu quý thì sẽ giúp cho mình là có một cái cảm xúc tốt rất là dễ. Và nhưng mà mình nếu mà có gặp những cái chuyện buồn chẳng hạn thì hầu như là mình sẽ cũng có một khoảng thời gian là mình lựa chọn cách là mình im lặng và có thể là cho cái cơ thể mình là tự giải quyết và tự cố gắng là cân bằng cái cảm xúc đó. Thì có thể là khi mà mình gặp một cái chuyện buồn chẳng hạn thì mình sẽ không muốn nói cho ai, không muốn chia sẻ cho ai cả, bởi vì là mọi người cũng đều là làm việc và học tập cả sau một ngày dài rồi, thì khi mà mình chỉ muốn là đem cho họ những cái điều mà mình cảm thấy là tích cực thôi, còn những cái cảm xúc và cái trạng thái tiêu cực mà trong người mình thì mình sẽ cố gắng là mình tự giải quyết nó và không để cho mọi người cảm thấy là khi mà mình mà cảm thấy khó chịu ấy thì mình lại có thể là bị những cái lời nói của mình có thể là mình lại không kiểm soát được. Khi mà mình có thể là khi mà mình tức giận chẳng hạn thì cái lý trí của mình lại không có thể là tỉnh táo cả. Mình lại có thể là sử dụng những cái ngôn từ mà nó không phù hợp với bạn bè chẳng hạn. Thì những địa đồ đó thì mình sẽ tránh hơn. Thì mình sẽ là cố gắng là chỉ mình buồn lúc nào thì mình sẽ cố gắng giải quyết cái nỗi buồn đấy ngay lúc đó thôi. Chứ mình không, mình sẽ tránh cái việc là mình sẽ bị gì là thể hiện ra bên ngoài là lại làm cho mọi người bị ảnh hưởng và có thể làm mọi người cảm thấy khó chịu hơn đối với mình. Thì đó là một số cái cách mà bản thân mình cân bằng cảm xúc khi mà mình gặp có thể là đấy là chuyện buồn này. Còn chuyện vui chẳng hạn thì mình khi mà mình cảm thấy vui vẻ này thì mình sẽ gặp bạn bè và đưa ra những cái cảm xúc tích cực của mình, và mình muốn là những cái điều tích cực đó cũng sẽ là được lan tỏa ra mọi người. Thì khi mình vui thì mình cũng muốn là cố gắng là giúp cho mọi người đều vui với mình, thì điều đó thì sẽ mình cảm thấy là không chỉ là mỗi mình cả, thì mình chơi với ai thì cũng sẽ muốn cho họ là cảm thấy vui vẻ hơn. Thì đó là những cái cách, đầu tiên là cách làm các cái biện pháp làm giàu cảm xúc, và thứ hai là cái cân bằng cảm xúc. Thì đối với mình thì đó là hiện tại thôi, à còn đó là quá khứ thôi. Còn hiện tại thì khi mà mình có một cái việc buồn hay là đối với việc buồn thôi, thì những cái cảm xúc buồn thì mình sẽ tự giải quyết. Còn những cái mình mà khi mà mình gặp cái chuyện vui chẳng hạn, hay là
mỗi buổi sáng là mình cũng sẽ tự cố gắng là nhìn vào trước gương và cố gắng là nói ra những một vài câu động giúp cho bản thân mình cảm thấy có động lực hơn và có thể là vui vẻ hơn khi mà gặp bạn bè. Thì khi mà mình tới trường trong một cái trạng thái vui vẻ thì chắc chắn là mình sẽ lan tỏa được những cái cảm xúc tích cực đến cho mọi người. Thì đó chính là những cái biện pháp về làm giàu cảm xúc và cũng như là cách mà chúng ta cân bằng cảm xúc. Thì mình sẽ kết thúc cái video bài tập ngày hôm nay ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.